bốn la mã đại vọng ngữ a à, duyên khởi một nhân duyên kết giới lần thứ nhất đức phật ở tại tỳ xá ly gặp lúc mất mùa khất thực khó được các tỳ kheo vào thành khất thực không nhận được thứ gì bây giờ đức thế tôn bảo các tỳ kheo các người tùy theo chỗ quen biết nên đến đó an cư Chứ ở nơi này chịu khổ vì đói khát tỳ kheo vâng lời có vị đến nước ma kiệt có người đến nơi tụ lạc bên sông bà cầu mạc khi các tỳ kheo đến bên sông hợp cùng bàn bạc này khất thực khó được trong tụ lạc này có những người tin ưa chúng ta nên khen ngợi lẫn nhau nói vị kia đắc sơ thiền tôi cũng được vị kia đắc nhị thiền tam thiền tứ thiền tứ vô lượng xứ tứ vô xác định tôi cũng như vậy vị kia đắc tứ niệm xứ cho đến tám phần chánh đạo ba giải thoát môn tôi cũng như vậy vị kia đắc tám giải thoát chín thứ đệ định mười nhất thiết nhập mười biến xứ định mười trực đạo chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp vân vân tôi cũng như vậy vị kia đắc kiên tín kiên pháp tứ sa môn quả tam minh lục thần thông tôi cũng như vậy các cư sĩ nghe qua ắt sẽ sanh tâm hy hữu nói như vậy chúng ta được thiện lợi mới có những vị đắc thánh đạo như vậy an cư ấp ta liền sắm sửa mọi thứ thức ăn cúng dường chúng ta chúng ta sẽ không thiếu thốn được sống an lạc. Nghị bàn xong, liền vào trong thành, đến các nhà giàu cùng nhau ca tụng như những lời trên, rồi nói, Quý vị được đại lợi, phước điền thánh chúng nương vào tụ lạc quý vị. Các cư sĩ nghe, sanh lòng hy hữu, vui mừng như chưa từng được gặp. Họ đều giảm phần chi dụng cá nhân, cũng như tế tự, không bố thí người khác, chỉ dồn để cúng dường theo thượng pháp chư Phật trong hai kỳ đại hội cuối tháng mùa xuân mùa hạ tỳ kheo các nơi đều đến ý kiến đức thế tôn thăm hỏi nhau các tỳ kheo nước ma kiệt an cư xong ốm gầy tiều tụy đến chỗ đức phật đảnh lễ sát chân rồi đứng lui qua một bên theo thường pháp chư phật tỳ kheo khách đến ngoài việc được an ủi thăm hỏi còn được hỏi các thầy an cư có hòa hiệp, khất thực có dễ được, trên đường đi có mệt không? Các tỳ kheo thưa, an cư hòa hiệp, trên đường đi không mệt, chỉ có khất thực khó được. Lúc ấy, Đức Phật vì họ nói các diệu pháp, dạy bảo lợi ích khiến hoan hỷ và tùy theo đó mà an trụ. Các tỳ kheo bên sông bà cầu mạc thân thể đầy đặn, tươi vui, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi đứng lui qua một bên. Đức Phật cũng như trên an ủi tâm hỏi: "Các tỳ kheo bạch, an cư hòa hiệp khất thực dễ dàng, trên đường đi không mệt." Đức Phật liền hỏi: "Hiện nay mất mùa, khất cầu khó được, tại sao riêng các người lại nói là dễ?" Các tỳ kheo bạch Phật: "Ở nơi đó vì khất thực khó được, nên chúng con cùng nhau khen ngợi, nói đầy đủ như trên. Đức Phật liền hỏi, các ngươi khen ngợi nhau là sự thật hay hư dối? Các tỳ kheo bạch Phật, vừa thật vừa hư. Bằng mọi cách, Đức Phật của trách sự hư dối. Các ngươi làm điều phi pháp, không phải đạo tùy thuận. Người xuất gia không nên làm những điều như vậy thả nuốt viên đá nung, uống nước đồng sôi, chứ không vì thức ăn của người tính thí mà hư dối. Các ngươi lẽ nào không nghe ta chê trách tội nói dối và bằng mọi cách khen ngợi cái đức không nói vọng ngữ hay sao? Mà nay, tại sao vì lợi dưỡng lại hư dối, tự nói đặng pháp hơn người? Lại của trách, này các tỳ kheo, ở đời có năm hạng đại tặc. Một, là hạng người làm chủ một trăm người cho đến một ngàn người phá thành ấp sớm làng hại người lấy của hai là có tỳ kheo ác dẫn các tỳ kheo du hành trong nhân gian giảng pháp tà mặn ba là có tỳ kheo ác đối những pháp phật đã nói tự xưng là ta đã tạo bốn là có tỳ kheo ác không tu phạm hạnh tự nói ta tu phạm hạnh. Năm, là có tỳ kheo ác vì lợi dưỡng, không đắc pháp hơn người, tự xưng ta đắc. Hạng giặc thứ năm này gọi là hạng tối đại tặc của cả thế gian, thiên, nhân, ma phạm, thiên ma và phạm thiên, sa môn, bà la môn. Tại sao các người vì chút lợi dưỡng mà lại làm tối đại tặc? Của trách như vậy rồi trước Phật bảo các tỳ kheo. Vì mười điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào không biết, không thấy pháp hơn người, thánh lợi đầy đủ, tự xưng là tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy. Sau đó, hoặc bị người cực vấn, hoặc không bị người cực vấn, vì muốn khỏi tội cầu thanh tịnh nên tự nói như vậy. Tôi không biết nói biết không thấy nói thấy nói lời hư cuốn vọng ngữ thì tỳ kheo ấy phạm ba la di không được sống chung hai nhân duyên kết giới lần thứ hai đức phật ở tại nước xá vệ có số đông tỳ kheo ít nghe không học không hỏi chưa đắc pháp hơn người tự bảo tôi biết tôi thấy tôi chứng sau đó vị kia nghe các tỳ kheo giảng luận về trạng thái đắc đạo, chưa đắc đạo, mới hiểu ra là không phải đạo, sanh tâm hổ thẹn, nghĩ như vậy. Trước đây, chúng ta chưa đắc đạo, mà nói là đắc đạo, sẽ không phạm tội ba la di. Lại có tỳ kheo ít nghe, không học, không hỏi, chưa đắc pháp hơn người, tự bảo ta biết, ta thấy, ta chứng. Sau đó, vị kia học rộng các kinh, sanh tâm hổ thẹn, nghĩ như vậy như chỗ hiểu biết hiện tại của ta đối với những pháp đức phật đã thuyết thì trước kia chưa đắc mà bảo là đắc là tăng thượng mạng sẽ không phạm tội ba la di lại có tỳ kheo ít nghe không học không hỏi chưa đắc pháp hơn người tự nói là tôi biết tôi thấy tôi chứng sau đó vị kia rộng tu phạm hạnh đắc nhập đạo quả sanh tâm hổ thẹn nghĩ như vậy Trước đây ta chưa đắc mà bảo là đắc Là tăng thượng mạng Sẽ không phạm tội ba la di Các tỳ kheo nghĩ vậy rồi Họ đến tôn giả A Nan để hỏi việc này Tôn giả dẫn đến chỗ Đức Phật Trình bày đầy đủ sự việc lên ngài Nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng Tùy theo từng trường hợp của họ Mà hỏi các tỳ kheo Người có thật vậy không? thưa thực vậy bạch đức thế tôn đức phật bảo các tỳ kheo có năm hạng hiện pháp hơn người một là ngu si hai là loạn tâm ba là theo việc xấu bốn là tăng thượng mạng năm là thực có nếu ngu si loạn tâm tăng thượng mạng và thực có mà nói là ta đắc phạm ba la di là điều không thể có từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào không biết, không thấy pháp hơn người, thánh lợi đầy đủ mà tự xưng là ta biết như vậy, thấy như vậy. Sau đó, tỳ kheo này hoặc bị người cực vấn, hoặc không bị người cực vấn, vì muốn khỏi tội để được thanh tịnh nên nói: Tôi không biết mà nói biết, không thấy mà nói thấy hư cuốn vọng ngữ, trừ tăng thượng mạng, thì tỳ kheo này phạm tội ba la di, không được sống chung. C. Thích từ Không biết không thấy, không biết không thấy pháp hơn người. Pháp hơn người, tất cả pháp xuất yếu là các thiền định, tam muội giải thoát, chánh thọ, các thánh đạo quả. Thánh lợi đầy đủ đối với những lời Phật dạy về khổ, tập, diệt, đạo, đã hoàn tất đầy đủ, không còn sở cầu. Tự xưng tôi thấy như vậy, biết như vậy. Tự nói tôi biết, thấy Pháp như vậy, Pháp cũng biết, thấy tôi. Hoặc một tháng cho đến một năm, sau đó có người cực vấn. Thầy đắc thế nào, đắc ở đâu, đắc từ ai, đắc do Pháp gì? Hoặc không bị người cực vấn, mà tự phát lộ những điều đã phạm, cầu giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, nghi tịnh, nên nói, tôi không biết, không thấy, khổ, tập, diệt, đạo, mà nói biết, thấy, hư cuốn vọng ngữ. Tuy phát lộ như vậy, nhưng tỳ kheo vẫn phạm tội ba la di. D. Phạm tướng Tướng phạm ở đây có hai hạng phạm ba la di. Một trước nghĩ như vậy tôi sẽ nói dối là đắc pháp hơn người hai khi đang nói nghĩ như vậy tôi đang nói dối là đắc pháp hơn người lại có ba hạng mắt ba la di hai hạng như trên và hạng thứ ba nghĩ như vậy tôi đã nói dối là đắc pháp hơn người lại có bốn hạng mắt ba la di ba hạng như trên và hạng thứ tư dùng dĩ kiến kiến giải ngoại đạo nói pháp hơn người. Lại có 5 hạng mắt ba la di, bốn hạng như trên và hạng thứ năm dùng dị tưởng tư tưởng ngoại đạo nói pháp hơn người. Lại có 6 hạng mắt ba la di, năm hạng như trên và hạng thứ sáu dùng dị nhẫn những ngoại đạo nói pháp hơn người. Lại có 7 hạng mắt ba la di, 6 hạng như trên và hạng thứ bảy dùng dị lạc lạc của ngoại đạo nói pháp hơn người lại có tám hạng mắc ba la di bảy hạng như trên và hạng thứ tám không trả lời theo câu hỏi mà nói pháp hơn người có bốn loại không phải thánh ngữ và bốn loại thánh ngữ không phải thánh ngữ không thấy nói thấy không nghe nói nghe không hiểu nói hiểu không biết nói biết thánh ngữ thấy nói thấy nghe nói nghe hiểu nói hiểu biết nói biết lại có tám loại không phải thánh ngữ và tám loại thánh ngữ không phải thánh ngữ không thấy nói thấy thấy nói không thấy không nghe nói nghe nghe nói không nghe không hiểu nói hiểu hiểu nói không hiểu không biết nói biết biết nói không biết ngược với nghĩa trên gọi là tám thánh ngữ lại có 16 loại không phải thánh ngữ và 16 loại thánh ngữ. Không phải thánh ngữ, không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không hiểu nói hiểu, không biết nói biết, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, hiểu nói không hiểu, biết nói không biết, thấy nghi nói không nghi, nghe nghi nói không nghi, nghi nói không nghi, biết nghi nói không nghi, thấy không nghi nói nghi, nghe không nghi nói nghi, không nghi nói nghi, biết không nghi nói nghi. Ngược với nghĩa trên gọi là 16 thánh ngữ. Tỳ kheo hướng đến người tự xưng đắc pháp hơn người, đối tượng hiểu được phạm ba la di, không hiểu được phạm thâu lan giá, hướng đến phi nhân nói phạm thâu lan giá, hướng đến súc sanh nói phạm đột kiết la tỳ kheo ni cũng như vậy thức xoa ma na sa di sa di ni phạm đột kiết la không phạm nói đúng sự thật